Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ automatic với thương hiệu là Vacheron, rất là tuyệt vời. Với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân, giả lập tu bi lông ở góc 6 giờ, ở góc 12 giờ thì nó có đồng hồ ngày đêm, mặt trăng và mặt trời. Rất là tuyệt vời. Tôi sẽ zoom bộ máy lên cho các bạn ngắm nhìn cho nó rõ hơn nhé. Ở phần góc 6 giờ này thì nó giả lập tu bi lông, chính vì vậy mà nó sẽ chạy cả cái bộ máy này nhìn rất là đẹp. Đúng nào? Rất tuyệt vời, ở trên có một kim dây. Ở bên trong thì có cánh hoa thị của dòng Vacheron. Rất là đẹp. Ok. Tôi sẽ thu nhỏ lại một chút để các bạn ngắm nhìn tổng thể hơn. Về thiết kế của nó thì vỏ là bằng inox mạ PD màu vàng đồng. Đây là sở hữu bộ máy của nó. Bộ máy của nó thì là bộ máy của Nhật, rất là bền và chính xác. Trên núm của nó này. Ok, rất là tuyệt vời đúng không nào. Dây da đen. Khóa của nó thì là dạng khóa thông minh, dạng khóa giữ dây. Chúng ta sẽ cố định dây một lần thôi, sau này chỉ cần mở khóa là mở ra được. Về thiết kế xoay mặt, tôi sẽ đo luôn để các bạn cảm nhận được. Size của nó là size 41, gần 42mm, 41-42mm. Nói chung là size tiêu chuẩn dành cho cổ tay nam giới rồi thì cũng dễ đeo thôi. Tôi sẽ đeo thử lên trên tay, các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhé. Với size cổ tay của tôi là size tay 18. Khi lên tay với size 41-42 này thì tôi cảm nhận được nó là rất là vừa vặn. Tuy là nó có hơi nhỏ một chút tại vì tôi lại thích mặt to hơn, nhưng mà không sao, vẫn rất là tuyệt vời. Nó sẽ phù hợp với cái size này, nó sẽ phù hợp với những bạn có size cổ tay từ 16-22. Đối với những bạn 16 thì lại cần thích mặt hơi to một chút xíu, nhưng không sao, tại vì nó cũng rất là dễ đeo. Còn đối với những bạn mà size từ 22 thì tay còn to hơn cả tay mình, nhưng mà lại cần thích mặt nó hơi nhỏ một chút xíu à. Nó cũng là size tiêu chuẩn rồi nên là rất là dễ đeo. Với thiết kế một chiếc đồng hồ cơ này rất là sang và đẳng cấp. Khi mà đeo lên trên tay á, các bạn ngoài xem giờ thì các bạn có thể ngắm nhìn được cái bộ máy của nó giả lập tu bi lông ở góc 6 giờ. Nó trôi rất là nhịp nhàng, nhìn rất là thích đúng không nào. Một bộ sản phẩm của nó thì gồm có hộp đồng hồ và một cái thẻ bảo hành 2 năm. Ok chưa? Mình ở Hà Nội, đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem. Đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.